Hương Giang Audio chào toàn thể các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Buổi chiều ngày hôm nay, hiện giờ là 5 giờ 15 ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022. Bên Hương Giang lại tiếp tục về 60 con vàng Theta K3 các bác nhé, Theta K3. Thì dòng Theta K3 này thì Hương Giang bán rất là nhiều, đã được chuyển sang tiếng Anh các bác nhé. Phiên bản tiếng Trung thì đã được chuyển sang tiếng Anh. Thì bác nào mà đang có nhu cầu về mặt hàng Theta K3 thì hãy nhanh tay liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại 0979987696. Hương Giang ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ. Thì lô lần này được về được 60 con. Các bác nhanh tay để lựa chọn cho mình một con vàng số. Đấy, có tên Theta K3 các bác nhé. Có tên Theta K3 các bác nhé. Lô này về được 60 con các bác ạ. Rất đẹp. Nói chung hàng bãi như thế này thì cũng là khá là đẹp rồi các bác ạ. Mặt mũi như này là đẹp. 60 con. Các bác tha hồ lựa chọn. Bác nào mà có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với Hương Giang để dinh về cho mình. Thì những cái dòng vàng Theta K1, K3 và K6 đều là những dòng vang số cực hay. Đấy, những cái dòng vang Theta K3 mà các bác biết chỉnh. Các bác thợ nào mà đã chỉnh luôn trước bác ở bác điện tử ở Hà Nội đấy, bác ấy nhận con vang này, bác ấy chỉnh, bác ấy khen là rất chi tiết và rất là hay. Thì bác nào đang quan tâm đến mặt hàng vang Theta K3, hãy nhanh tay liên hệ với em để được tư vấn các bác nhá. Dòng này lại có cổng quang này. Đấy, có cổng quang. Và dòng này thì nó là 100% số. E cho gì vợt của nó rất là mượt. Con này là nội địa Trung Quốc các bác nhé, nên là đã được ngoài mặt hiển thị là tiếng Trung, còn chỉnh thì bên em đã chuyển sang tiếng Anh rồi, nên là các bác cứ yên tâm sử dụng, cứ yên tâm sử dụng các bác nhá. Đấy, thì dòng vang này em đã có video hướng dẫn chi tiết ở trên kênh, và đặc biệt hơn nữa là lần này về thì dòng vang Theta K3 này nó thể hiện luôn trên chữ Theta ở trên nóc của con vang. Đấy, và hiển thị mặt cũng là Theta K3. Thì Theta K3 nó có rất nhiều mã các bác nhá, có rất nhiều mã, nó ghi là Theta K3, Theta K5 và Theta K500 vẫn là nó các bác nhá, vẫn dùng chung một phần mềm và vẫn sử dụng tiếng Trung. Đây, tiếng Trung này các bác này, nó ở ngoài này nó sẽ ghi tiếng Trung, nhưng mà trong màn hình để thể hiện lúc chỉnh thì bên em đã chuyển sang tiếng Anh rồi, nên các bác cứ yên tâm. Thì bác nào mà chưa biết chỉnh thì bên em sẽ chỉnh sẵn trước khi gửi cho các bác và anh em. Đấy, thì nó chỉ được tương đối thôi. Còn về bác nào muốn chỉnh nữa thì các bác có thể vào kênh của Hương Giang hoặc là những kênh bán hàng khác để tham khảo. Để tham khảo các bác ạ, để tham khảo cách chỉnh. Thì trước khi bán thì bao giờ bên em cũng sẽ chỉnh cho các bác và anh em khá là chi tiết rồi. Đấy, về các bác muốn chỉnh thêm thì đây các bác nhìn đống vang 60 con. Từ dưới đất lên cao đến gần bằng người Hương Giang được bạn. Đấy, anh Hưng thì đang bốc ra để cho thợ ngày mai kiểm tra và test trực tiếp cho các bác và anh em. Thì các bác và anh em có nhu cầu hãy gọi điện trực tiếp cho Hương Giang để được tư vấn các bác nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai.